他一样的那个，刚才我的朋友一样的，他这里痛到这里，脚。ai đau hết trơn rồi. Cái câu nữa nào? Vì em cứ mãi mãi nó kêu mà má đúng rồi, đi Sài Gòn cho má mấy người em nghĩ là má học sinh hay là em ai có gì chịu Sài Gòn bớt rồi nóng nào nóng đã tự quay nhãn cả năm đi tợ không lấy đâu nè bớt mà ta nói xua mà muốn nướng tung sầu hả lại đùng về coi có ghè đâu bắt không bây giờ có cái bà già bà má cùng mình là bà má không mình đó mình thôi đó anh bảy không mấy ngày nay là nằm một chỗ tội lắm bà má mình rễ bồi ché chồng ơi chở lên đây tại vì có nhiều người nằm liệt ông làm ngồi dậy đi được đó chở lên đây ngồi dậy đi đó bả nghe nó đi gì đó công tâm mà bữa ra đây chữa bệnh mà chữa quá gì lại công tâm nằm đó mấy anh Long mà đưa người ta đi dọn không có miếng qua còn đâu không biết nó đẹp lắm nè vừa thả bắn hai trẻ bóng hồng đó là thay thua nhiều cái sai tiền đâu không đâu chỗ nào vậy anh hai chị hai đâu hả anh hai đi đâu anh hai đi bảo vậy你不是今天下午有事情吗啊！你不是说你今天下午是在帮忙人家，我怎么都忘记了，不要了，明天再做。你学你，我学你，做好人，开开心心的啊。以后我有到来。那有哪里有？那我们20 tuổi rồi, mà chị nhỏ lắm rồi nó có duyên gặp, có chuyện gặp, vui lắm.như là em không nhiệt tình với ổng nên em tốt chuyện như vậy tôi đi đó như là đi của anh đi của anh ha đó là những thứ này để không có chuyện gì để không có không để người ta chịu đựng không lại là việc gì không bây giờ xe này là nó đang xuống đó bị bệnh mẹ muốn xuống dòng lên lại nó trả lúc nữa tiền xe em bao như vậy hả chứ không phải tiền xe ổng đâu tại mình còn ổng chứ không phải là ổng còn mình ổng đâu có biết ở đâu có bệnh đâu còn em nói thôi về bên này chơi rồi cho ba hai gì có đau thì nói bỏ ra 100-200 ngàn em với con bạn em nó cũng bị đau xuống nữa mình đây mà nói gì đau nhất không hơn nhiều xuống nhiều hỏi cô tí có ai làm gì làm được không chửi luôn tí luôn là sao nãy không nghĩ chửi luôn đi không nào em mơ mốt lúc đi đứng dậy đi thôi đi nữa tôi ý là coi thử mấy cái động tác hồi trước giờ cái thế sao nó đau giờ ấy là thử nó đau không cái đầu thì nó mất à nhưng mà nó đau cái này hai nhiều cung chứ đi thấu hậu là của nhiều cung gì cung còn cái chỉ chỗ nào về điện cho nó hả không biết không nó chở không biết anh bảy nói á nếu người ta tin thì mình mời ta luôn còn ta tin đó thì cũng không tới lúc nào cái duyên của mỗi người à đây là đấy cái tôi em nói là mất từng địa nghĩa từng địa 20 năm sao tôi đau đầu máu này em cũng dính 2 lần thuốc em biết mày nhớ thì phải đau đau chân để không nhớ mà nãy kêu nhà con nói để qua kêu chị rồi hay là ngồi xuống thì đúng vậy là phải đi giờ tâm cái từ này đảo một tháng chị biết là ở thế giới nếu mà nói đấy là ở Việt Nam mình cũng có một ông là kêu là nhạc sĩ có bàn tay hồng dược, ông ở miền Tây đó. Ông này không biết ông nói luôn. Thôi ông biết là sẽ tách thành để cho các con. Đã mượn quá. Ông nói ông Trang 2 năm sau có con. Ừ. Để coi thử thì mình cũng để coi. Ông Trang ấy, Trang với Trang. Rõ không? Đâu đâu đâu. Hai chứ. Có biết, có ổn đâu cũng có đâu mấy mươi trăm. Không, nãy giờ tại sao? Anh đi không? Ở chỗ này. Sorry. À, ý anh cho buồn cho gì vậy? Ồ, tao cũng được không? Anh ra. Em nói gì thôi chị không hiểu. Em hỏi ổng như là nhiều người hỏi lắm, và con có hỏi ổng là đi làm thì là tiền là ai chi trả? Hồi trẻ các bạn kiếm tiền nhiều giờ, các bạn nhiều giờ, các bạn tới giờ thì như là không là vừa cái thưởng hồi thì mình là có nhiều người thấy em có nhiều đứa bạn dạy đến nó cười không em cũng như đặc biệt em muốn này dễ thích đứa nào tin thôi thì tin một đứa nào không thôi thì đâu cần biết cái chuyện đó đâu. Nên có người ta tin người ta nói là như thế lắm. Như anh Lâm với chị Hiền nào, chừng nào mà người ta lấy tiền rồi mới nói người ta là... Anh Lâm với chị Hiền mà nói. Vậy thì mình giống là bắt cái này đúng là mình tin cái thằng tí là gì bảo vệ rồi trạm đó. Cái gì đây nè? Còn bớt ra nè, sao bớt rồi? Đá chung mặt, bớt rồi đi, bớt rồi đi. Chắc để lát. Mình làm nghĩ người ta lấy tiền rồi mới nói người ta làm không. Có đâu. Còn đâu nữa nào không? Không, nó hỏi tiền có biết không? Đúng vậy đó con. Con không con. Tha xin hỏi chị, tha xin rồi xin tin. Rồi ông về tư qua. Đang nhỏ đó là anh em lấy cái ok. Lắm không? Không. Hết rồi thì con. Đúng rồi.